tới các bạn, hiện tại thì mình đang ở Odaiba. Thì ở ngay nơi này thì nó có một cái biểu tượng rất là đặc biệt. Nó có một cái con robot rất là lớn, nó tên là Gumma. Thì hôm nay mình đến đây vào ngày cuối tuần á, hai vợ chồng mình đi chơi sẵn tiện á, mình quay lại cho các bạn xem để các bạn biết ha. Mời các bạn đi theo mình nha. Thì cái con robot nó nằm phía đằng kia ha. Đây. Đó. Đây là con robot nó nằm phía đằng xa đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đi đến đó ha. Khoảng chừng 10 phút nữa thì người ta sẽ mở đèn lên ha. Rồi mình sẽ quay lại cái cảnh mở đèn cho các bạn xem nha. Rất là bự các bạn. Người của mình nó nhỏ xíu các bạn thấy không? Người đứng ở dưới rất là nhiều ha. Và chủ yếu là để coi cái con robot này đó. Nó rất là bự nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vô ha. Bà, anh còn 5 phút. Còn 3 phút nữa nha các bạn. Còn 3 phút nữa là con robot này sẽ được mở đèn đó. Quá Baba Sachin mới là yêu Baba Sachin. Tiếp nha các bạn ơi. Tưởng hết mà còn. Cái TV để cái bệnh sáng không thấy gì chỉnh chỗ nghề. おお、これ。あら。これいいの?あれ?今電気系の電気。あら、お、色違う。すごい。赤やと黄色すごいね。色ってもう半分さもう黄色だね、皆さん。デップは。デップはデップは。 màu xanh đẹp quá. Đi thôi xin đi thôi, quá tao màu xanh đẹp quá. Bây giờ đổi thành màu xanh nữa rồi. Khai đi tay kịp đây. Xà nó thích quá các bạn ơi, xà nó thích nè. Các bạn thấy sao? Mấy bạn thấy sao? Đó, xà thích quá trời luôn. Xà xà thích quá trời luôn. Ồ, là, 那是晚上的，晚上是要怎么样？
译文了。Rồi, nó đỡ nó bự lắm các bạn. Đó. Ba ba, à xì, xì coi, xì kia kia đây. Đây. Đây là cái chân ha. Đây là cái chân. Hồi nãy có bé đứng chụp hình đấy. Hồi đây ba ba chết rồi. Chết rồi, video vậy. Các bạn thấy mình như sao? Mà ăn đang đứng cái bữa này được tốt thì đi được. Quá đẹp, sao quay qua nhìn cô chú đi con. Chào các bạn. Cô lớp của mình. Xin chào các bạn. Quá tối nè. Bự quá mấy bạn ơi. Các bạn thấy con robot này bự không? Đó giờ nó chuyển sang màu vàng rồi đó. Đẹp quá. À, nó bự thiệt là bự luôn. Và dưới chân nó thì người ta sẽ để đèn ha. Rất là bự luôn các bạn ơi. Bên kia thì người ta sẽ để những cái đèn. Đằng đây là phía sau lưng của con robot nha các bạn. Là phía sau lưng ha. Hai cái chân người đi dưới nữa các bạn, rất là bự và đẹp luôn. Và ở phía bên trong này nữa ha, ở đây là Diversity Tokyo Plaza, thì phía bên trong này là khu mua sắm thôi. Và đây là một vài hình ảnh mà mình chụp lại được á, mời các bạn xem cho vui nha. Cái con robot này mình chụp vào buổi tối đó, cho nên nó có đèn nè. Rồi hồi chiều á, vợ chồng mình đến đây thì lúc đó đã sập tối rồi. Con mình nó đói nữa cho nên lúc đó có mua cho nó ăn một cái bánh bao có hình của cái con robot này nè. Và chụp lại vài tấm hình làm kỷ niệm khi buổi chiều. Lúc đó thì Sa nó ăn xong rồi nó đi vệ sinh các thứ cho nên mình không có kịp quay các bạn xem á. Và lúc đó chồng mình ảnh cũng kịp chụp lại vài tấm hình để làm kỷ niệm ở chỗ này nè. Thì lâu lâu vợ chồng mình mới đi xa đến đây để xem cái con robot này. Sẵn tiện quay lại cho các bạn xem luôn. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video của mình nha. Nếu các bạn thấy thích cái kênh của mình thì các bạn hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.